Song song với diễn biến bỏng rát trên tiền tuyến ở Ukraine, Nga và phương Tây đang trong thế đối đầu căng thẳng. Trước những phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt từ Moscow, Tổng thống Joe Biden đã xoa dịu bằng cách đặt ra lằn ranh đỏ cho việc sử dụng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga, cam kết sắt đá bảo vệ trái tim của xứ Bạch Dương. Thế nhưng Nga vẫn giữ cái đầu nóng, cảnh báo nhấn chìm các cơ sở quan trọng của phương Tây trong lửa địa ngục. Ngay lập tức, Đức, với vị thế lãnh đạo Liên minh châu Âu, vào thế sẵn sàng trong một cuộc đối đầu khó có thể tránh với Nga. Trong lòng chảo Trung Đông, Israel tiếp tục hứng chỉ trích từ quốc tế sau vụ tấn công chết người vào trường học Liên Hợp Quốc ở Gaza, nơi họ mô tả là sao huyệt của Hamas. Trong khi đó, cái nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn vẫn chưa có tiến triển. Trên Biển Đông, những cơn sóng dữ lại bủa vây khu vực. Philippines cáo buộc Trung Quốc ngăn sơ tán bệnh binh ở bãi cỏ mây. Các tin tức đáng quan tâm khác, ông Biden nói sẽ không ân xá nếu con trai bị kết tội. Ở Mexico, một thị trưởng bị sát hại ngay sau khi nước này có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Tây Ban Nha giải cứu gần 520 người di cư ngoài khơi quần đảo Canary chỉ trong vòng một đêm. Tỷ lệ sinh của Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục do người trẻ ngại kết hôn. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị trong bản tin An ninh Trật tự Thế giới 24 giờ ngày hôm nay. Quốc Huy rất vui khi được gặp lại quý vị trong bản tin An ninh Trật tự Thế giới 24 giờ. Tiếp tục cập nhật tình hình xung đột Đông Âu vẫn diễn ra khốc liệt trong năm thứ ba. Kyiv Independent đưa tin, Nga vừa một lần nữa trút mưa tên lửa xuống Ukraine trong đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7 tháng 6, chủ yếu nhằm vào các tỉnh phía Tây. Không quân Ukraine đã ban hành cảnh báo không kích ở các tỉnh Ternopil, Khmelnytsky và Lviv, cũng như khu vực Kiev. Theo hãng tin Suspil của Ukraine, nhiều vụ nổ đã xảy ra ở tỉnh Khmelnytsky vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Chính quyền quân sự địa phương cho biết, sau cuộc tấn công, một đám cháy đã bùng phát tại một cơ sở công nghiệp ở vùng Kiev. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại. Trong một thông báo trên nền tảng X, Bộ Tư lệnh tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, cảnh báo không kích đã được tắt vào khoảng 5 giờ sáng. Máy bay Ba Lan và đồng minh kết thúc hoạt động vào lúc 7 giờ. Tính đến thời điểm này, không có báo cáo về thương vong. Theo không quân Ukraine, các đơn vị của họ đã bắn hạ 48 trên 53 máy bay không người lái cảm tử kiểu xa hết và toàn bộ 5 tên lửa hành trình được Nga phóng trong đêm. Tên lửa và UAV bị vô hiệu hóa trên bầu trời các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Krasnodar, Mykolaiv, Kherson, Odessa, Kharkiv, Kiev và Khmelnytsky. Theo Kyiv Independent, trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, đặc biệt là mạng lưới điện. Sau những đòn tập kích quy mô lớn, Ukraine đã hạn chế nguồn cung năng lượng trên toàn quốc và bắt đầu triển khai cắt điện theo lịch trình từ giữa tháng 5. Đề cập đến cam kết của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc không cho phép sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công thủ đô Moscow của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tỏ ra hoài nghi và cho rằng lời nói này không đáng tin. Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg SPIEF, ông Galuzin nói, nhận xét của ông Biden là một bằng chứng rõ ràng khác cho thấy sự giả dối trong luận điểm của Mỹ với những quyết định được cho là độc lập của Kiev trong việc phản kháng Nga cũng như về chính sách của chính quyền Ukraine. Thứ trưởng Nga tiếp tục, bây giờ chúng ta có thể thấy Washington đang chính thức ban hành chỉ thị và vạch ra khu vực có thể tiến hành các hoạt động quân sự cho chính quyền Kiev. Tất cả những điều này chỉ xác nhận rằng Kiev không độc lập và hoàn toàn phụ thuộc vào người Mỹ. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm lãnh thổ Nga, bất kể ở vị trí nào, cũng sẽ nhận được phản ứng thích đáng và những người cố gắng tấn công chúng tôi theo cách này sẽ hối hận một cách cay đắng. Ông Galuzin cảnh báo, Mỹ và Ukraine chưa bình luận về nhận xét của Thứ trưởng Ngoại giao Nga. Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6. Chủ đề hội nghị năm nay là xây dựng khu vực tăng trưởng mới, nền tảng của một thế giới đa cực. Diễn đàn sẽ bao gồm các cuộc hội đàm dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp sáng tạo và một số hoạt động khác. Thưa quý vị, theo TASS, cựu Tổng thống của Nga Dmitry Medvedev cũng vừa đưa ra nhận định cứng rắn, cảnh báo các cơ sở quan trọng của phương Tây sẽ bị thiêu rụi trong lửa địa ngục. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc gặp gần đây với đại diện của các hãng thông tấn quốc tế bên lề diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg rằng Moscow đang cân nhắc cách để đáp trả việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí viện trợ.
các nhà lãnh đạo gợi ý việc Nga cung cấp vũ khí cho các khu vực có thể được thực hiện cuộc tấn công đau đớn vào các cơ sở của phương Tây là một phương án khả thi. Bình luận về các phát biểu của Tổng thống, ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, mô tả: "Điều này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Bây giờ hãy để Mỹ và các đồng minh tận mắt chứng kiến tác động của việc bên thứ ba trực tiếp sử dụng vũ khí Nga." Cựu Tổng thống Nga nói: "Nếu Mỹ là kẻ thù của họ, họ sẽ là bạn của chúng tôi. Hãy sử dụng vũ khí của Nga ở các khu vực hiện chưa được xác định, gây ra sự tàn phá tàn khốc cho đối thủ của họ và đối thủ của chúng tôi. Hãy thiêu rụi các cơ sở nhạy cảm của các quốc gia viện trợ vũ khí cho Ukraine trong lửa địa ngục cùng với những người vận hành chúng. Về phần mình, chúng tôi sẽ vui mừng trước những cuộc tấn công thành công bằng vũ khí của chúng tôi chống lại kẻ thù chung", ông Medvedev cho biết. Trong khi đó, đài RT dẫn lời của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục chấp nhận và hỗ trợ ông Volodymyr Zelensky cho đến khi ông không còn là công cụ hữu ích để thực hiện mục đích của họ. Lúc đó thì phương Tây sẽ thay thế ông Zelensky. Ông Peskov đã có một cuộc phỏng vấn với hãng tin Investia bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, SPIEF, khi đề cập đến những nhận xét gần đây của Tổng thống Putin về tương lai có thể xảy ra đối với lãnh đạo Ukraine. Người phát ngôn nói, "Dĩ nhiên, ông sẽ bị thay thế. Rõ ràng việc giảm tuổi quân dịch sẽ gây ra một làn sóng phản ứng tiêu cực ngày càng gia tăng trong xã hội Ukraine." Bình luận này đã củng cố thêm tuyên bố được Tổng thống Putin đưa ra trước cuộc gặp mặt đại diện các hãng thông tấn quốc tế kéo dài hơn 3 giờ vào ngày thứ Tư. Ông chủ Điện Kremlin lưu ý, Mỹ đang gây áp lực buộc Ukraine liên tục trẻ hóa độ tuổi đi lính. Theo ông Putin, Washington đã ép Kiev phải hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, sau đó còn 23, rồi xuống 20 hoặc thẳng tới 18. Luật quân phải được thông qua với một số bước nhất định, ông Putin giải thích, nói thêm rằng bây giờ là tháng 6 năm 2024 và để thực hiện được điều đó có thể sẽ mất một năm. Vì vậy, ông Zelensky sẽ có thể duy trì ở vị trí hiện tại ít nhất cho đến mùa xuân năm sau. Khi mục tiêu hoàn tất sẽ là lúc họ nói tạm biệt. Theo Tổng thống, Kiev hiện mất khoảng 50.000 quân mỗi tháng và chỉ có thể huy động 30.000 quân thay thế. Điều này khiến họ gặp phải một số vấn đề không thể giải quyết. Ông Putin cho rằng phương Tây đã có sẵn danh sách một vài ứng cử viên cho vị trí Tổng thống Ukraine. Trước đó, trong một cuộc trò chuyện, ông chủ Điện Kremlin ám chỉ ông Zelensky đã thực hiện một cuộc đảo chính hiệu quả, thành công duy trì quyền lực bằng cách kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống qua ngày 20 tháng 5, thời điểm nhiệm kỳ hết hạn theo luật pháp. Ông Zelensky lập luận rằng luật Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời gian đất nước áp đặt thiết quân luật. Vì vậy, ông phải tiếp tục giữ chức vụ cho đến khi xung đột với Nga kết thúc. Tuy nhiên, hiến pháp của Ukraine không có điều khoản như vậy, mà quy định rằng người đứng đầu quốc hội sẽ tiếp quản quyền lực. Một thông tin nổi bật khác được đăng tải trên đài RT. Thưa quý vị, ông Biden vừa lỡ miệng chê bai Tổng thống Vladimir Putin. Tổng thống Mỹ nói đã biết nhà ngoại giao của Nga hơn 4 thập kỷ và trong suốt thời gian đó luôn để ý đến ông Putin vì cho rằng ông ấy không phải là một người tử tế. Theo RT, sự hớ hênh mới nhất của ông Biden xảy ra trong một cuộc phỏng vấn của ABC News vào ngày 6 tháng 6 tại Normandy, nước Pháp, nơi ông đang tham dự buổi lễ kỷ niệm 80 năm D-Day. Khi được hỏi về Tổng thống Putin, ông Biden nói, "Tôi đã biết ông ấy 40 năm. Ông ấy đã khiến tôi lo lắng suốt 40 năm. Ông ấy không phải là một người đàn ông tử tế. Ông ấy là một nhà độc tài và đang đấu tranh để giữ ổn định cho đất nước mình trong khi vẫn tiếp tục duy trì cuộc tấn công ở Ukraine." Bình luận của ông Biden đã bị cười nhạo trên mạng xã hội vì các nhà quan sát chỉ ra rằng vào những năm 1980, cậu thanh niên Putin vẫn đang là một điệp viên bí mật của KGB của Liên Xô ở Leningrad, không phải là một nhân vật của công chúng hay chính trị gia mà ông Biden có thể biết. Ông Putin bước sang tuổi 30 vào năm 1982 và làm việc ở Đông Đức trong nửa sau của thập kỷ. Công chúng quốc tế mới lần đầu biết đến ông từ năm 1999 sau khi ông được bổ nhiệm bất ngờ làm quyền thủ tướng. Một là ông Biden đang nói dối, hoặc là ông ấy thừa nhận mình đã liên lạc với một đặc vụ Liên Xô từ năm 1984, hoặc trong đầu của ông ấy có vấn đề gì đến mức không thể biết mình đang nói về cái quái gì. Cựu nhân viên Thượng viện Mỹ Steve Garris lên tiếng. Ông Biden 81 tuổi, hơn ông Putin 10 tuổi, trước đây là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ năm 1973 cho đến khi ông nhậm chức Phó Tổng thống vào năm 2009. Được biết, lần đầu tiên ông gặp ông Putin là khi đó là Thủ tướng Nga, là vào tháng 3 năm 2011. Thực tế là ông Biden đã nhiều lần xúc phạm ông Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo thế giới khác. Ví dụ, ông gọi Putin là kẻ điên khùng vào hồi tháng 2, và năm ngoái ông tuyên bố rằng Trung Quốc được lãnh đạo bởi những kẻ xấu.
Điện Kremlin đã lên án những phát ngôn như vậy là đáng xấu hổ. Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ tin rằng ông Biden không đủ sức khỏe về tinh thần để làm tổng thống. Một báo cáo của Wall Street Journal đầu tuần này tuyên bố rằng, ngoài việc thường xuyên phát ngôn hớ hênh trước công chúng, ông Biden còn có dấu hiệu sa sút trong các cuộc họp kín đối với các nhà lập pháp Hoa Kỳ. Bài báo dựa trên các cuộc phỏng vấn với 45 người, bao gồm cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, những người đã tiếp xúc với Tổng thống trong những tháng gần đây. Hạ nghị sĩ Ronny Jackson, Arkansas, người từng là bác sĩ Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama và Donald Trump, nói với Fox News rằng thông tin trên các phương tiện truyền thông đã xác nhận những gì ông nói về Tổng thống Mỹ hiện tại trong nhiều năm. Ông ấy có vấn đề nghiêm trọng. Ông ấy không nên làm công việc hiện tại nữa. Bạn biết đấy, nó liên quan đến an ninh quốc gia của chúng tôi, hạ nghị sĩ nói. Cũng theo đài RT, chính phủ của Đức đã hoàn tất các kế hoạch mới cho một cuộc chiến tiềm tàng, bao gồm khôi phục luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc và triển khai quân NATO ở sườn phía đông, với lý do là giới lãnh đạo nước này ngày càng lo ngại về các mối đe dọa từ Nga. Bộ trưởng Nội vụ Đức bà Nancy Faeser cho biết trong một tuyên bố, khung phòng thủ mới của đất nước đã được nội các của Thủ tướng Olaf Scholz phê duyệt vào ngày 5 tháng 6, thay thế cho các điều khoản cũ có từ năm 1989. Do hành động của Nga, chúng ta đang phải đối mặt với một tình hình an ninh hoàn toàn thay đổi ở châu Âu, bà Nancy nói. Kế hoạch phòng thủ mới nêu rõ những chi tiết như chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và buộc các doanh nghiệp sản xuất chỉ được sản xuất hàng hóa phục vụ chiến tranh. Nhiều vùng trong nước có thể bị sơ tán, các ga tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm và các công trình ngầm khác sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời. Những sửa đổi trong khuôn khổ phòng thủ mới cũng nói đến sự mở rộng về phía đông của NATO. Điều này dường như có nghĩa là Đức sẽ hỗ trợ cho các đồng minh ở các nước vùng Baltic. Nội các cho biết Đức sẽ không còn là quốc gia tiền tuyến mà còn đóng vai trò như một trung tâm của lực lượng đồng minh ở trung tâm châu Âu. Bên cạnh đó, theo hãng truyền thông Bild của Đức đưa tin, chính phủ cũng có những kế hoạch kiểm soát phân phối thực phẩm để đối phó với tình trạng thiếu hụt có thể xảy ra trong chiến tranh. Các biện pháp dự phòng bao gồm dự trữ lúa mì và các loại ngũ cốc khác ở những địa điểm bí mật và tạo một kho dự trữ khẩn cấp chứa gạo và đậu. Nguồn dự trữ sẽ cung cấp cho người dân Đức một bữa ăn nóng hổi mỗi ngày. Ngoài luật bắt buộc nghĩa vụ quân sự, công dân có thể bị buộc phải làm một số công việc dân sự nhất định, chẳng hạn như điều dưỡng hoặc nướng bánh mì. Các bệnh viện sẽ phải chuẩn bị cho lượng lớn bệnh nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết các kế hoạch mới nhằm phản ánh mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. Ông nhấn mạnh, việc bảo vệ tổng thể nước Đức là nhiệm vụ mà tất cả chúng ta, các tổ chức, nhà nước và dân sự, cũng như mỗi người dân phải đóng góp. Chúng ta cần một xã hội kiên cường có thể đối phó với những thách thức. Ông Pistorius vào ngày thứ Tư đã cảnh báo rằng nước Đức phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029. Berlin đã bãi bỏ huy động quân dịch nghĩa vụ vào năm 2011 và hiện tại quân đội nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trang thiết bị. Một báo cáo của Quốc hội năm ngoái cho biết, với tốc độ phục hồi quân sự hiện nay, có thể phải mất nửa thế kỷ để củng cố lực lượng Đức. Đức và các thành viên NATO khác tuyên bố rằng khối này phải đối mặt với một mối đe dọa tấn công của Nga nếu Moscow chiếm ưu thế trong cuộc xung đột với Ukraine. Có người đã tưởng tượng rằng Nga muốn tấn công NATO. Bạn bị mất trí à? Đầu óc bạn có phải một tấm ván không? Ai đã nghĩ ra điều vô lý, thứ nhảm nhí này? Ông Putin đã phát biểu tại cuộc họp giao ban với các cơ quan truyền thông nước ngoài vào ngày 5 tháng 6 tại Saint Petersburg như vậy. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các chính phủ phương Tây đang khơi dậy nỗi lo sợ vô lý để giúp duy trì quyền bá chủ toàn cầu của họ. Thưa quý vị, Nghị viện châu Âu vừa qua cảnh báo một số chiến dịch mạng xã hội đã xuất hiện nhằm ngăn cản mọi người bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Liên minh châu Âu vào cuối tuần này. Cử tri ở một số nước đã đối xử với lá phiếu của mình bằng những cách khác nhau để tìm cách phản đối những vấn đề nóng như chiến sự đồng Âu. Hãng tin Euronews đã tìm hiểu động thái của cử tri và có kết quả sau đây. Người Ý quyết ở nhà không đi bỏ phiếu. Phong trào tẩy chay này đang gia tăng ở Ý, sử dụng các hashtag như là tôi không bỏ phiếu và tôi ở nhà. Hàng nghìn người dùng trên mạng xã hội X cho biết họ sẽ không tham gia bầu cử và từ chối hệ thống chính trị ở châu Âu. Theo một số phát ngôn viên của Nghị viện Liên minh châu Âu, hành động của những người đó là nhằm mục đích ngăn cản các công dân khác đi bỏ phiếu vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này. Người phát ngôn cho biết vào ngày 6 tháng 6, đây là một câu chuyện mà chúng tôi đã gặp trong các cuộc bầu cử trước đây. Nó lặp đi lặp lại rằng các cuộc bầu cử sẽ không tự do và công bằng. Hashtag này thực sự đã được sử dụng trước đây trong các cuộc bỏ phiếu ở Ý vào năm 2014 và 2022. Những bài đăng này thường kèm theo ảnh hoặc video đã chỉnh sửa nhằm chế nhạo các chính trị gia và đảng phái của họ. Mặc dù có nhiều nội dung khác nhau, nhưng một số chủ đề lặp đi lặp lại bao gồm việc từ chối EU, thái độ thù địch với người nhập cư, không tin tưởng vào vaccine và việc từ chối gửi quân đội Ý đến viện trợ Ukraine, cũng như khả năng Nga có thể can thiệp. Còn tại Đức, các cử tri đã bị dẫn dắt bởi nhiều bài đăng tin giả trên TikTok, trong đó hướng dẫn vẽ một cây thánh giá nằm gọn trong vòng tròn trên lá phiếu là hợp lệ,
trong khi theo luật bầu cử của nước Đức chỉ được đánh dấu lá phiếu bằng dấu thập trong vòng tròn hoặc một số ký hiệu khác được cơ quan bầu cử hướng dẫn. Euronews đưa tin Đức cáo buộc cho rằng đây là một âm mưu chống lại đảng cực hữu Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức, AfD. Thông tin sai lệch không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ các tổ chức nước ngoài và nó có thể xuất phát từ những quan điểm cá nhân với mục đích hài hước hoặc lừa đảo. Bên cạnh những hành vi trong nước nhằm gieo rắc sự nhầm lẫn, thông tin sai lệch liên quan đến Liên minh châu Âu của các tác nhân nước ngoài cũng đang tăng lên đến mức cao nhất từ trước đến nay. Một số người dùng mạng xã hội Tây Ban Nha đã chia sẻ một kỹ thuật được cho là cho phép bỏ phiếu kép. Họ tuyên bố rằng bằng cách đặt hai lá phiếu vào phong bì và thêm một ghi chú tỷ lệ phần trăm viết tay, họ có thể chia phiếu của họ giữa hai đảng. Các bức ảnh đi kèm luôn hiển thị cuộc bỏ phiếu chia rẽ giữa bảng trung hữu Partido Popular PPE và đảng cực tả Vox ECR, cho thấy rằng các tin giả nhằm mục đích đánh lừa các cử tri cánh hữu để bỏ phiếu không hợp lệ cho đảng của họ. Còn tại Pháp, trong khi phong trào ủng hộ Palestine là chủ đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử của đảng cực tả La France Insoumise, thì những người chống đối đảng này đã kêu gọi vẽ thêm hình lá cờ của Palestine lên lá phiếu để thể hiện sự ủng hộ của họ. Gợi ý sai lệch này dù hài hước hay ác ý, nếu ai làm theo thì coi như lá phiếu bị hủy. Đài quan sát truyền thông kỹ thuật số của châu Âu EDMO, một mạng lưới kiểm tra thực tế độc lập, đã công bố nghiên cứu vào ngày 4 tháng 6 cho thấy thông tin sai lệch về các chính sách hoặc thể chế của EU chiếm 15% trong tổng số trường hợp họ phát hiện vào tháng 5, con số cao nhất được thấy kể từ khi họ bắt đầu theo dõi thông tin sai lệch của EU vào năm 2023. Về cuộc chiến Gaza, các quan chức Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công chết người của Israel nhằm vào một trường học do UNRWA điều hành, hiện là nơi trú ẩn của những người di tản trong trại Nuseiras ở miền trung dải Gaza vào ngày 6 tháng 6. Các cuộc không kích do không quân Israel tiến hành trong đêm đã tấn công ngôi trường do cơ quan hỗ trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc UNRWA quản lý, đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, trong đó có 14 trẻ em và 9 phụ nữ, đồng thời khiến 74 người khác bị thương. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc UNGA Dennis Francis đã lên án cuộc không kích trong một họp báo cùng ngày. Người phát ngôn của ông Monica Grayley cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên án vụ tấn công này bởi vì chúng nhằm vào dân thường, vào cơ sở hạ tầng. Ông Stephen Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cũng đã lên tiếng phản đối vụ tấn công tại cuộc họp báo. Trường học đang được UNRWA sử dụng để che chở cho người dân. Vụ tấn công là một ví dụ khác về bi kịch, kinh hoàng, bất kể bạn muốn dùng từ ngữ nào để nói về cái giá mà dân thường đang phải trả ở Gaza cho cuộc xung đột này, ngay cả trẻ em cũng bị giết. Lực lượng phòng vệ Israel IDF giải thích rằng cuộc không kích được nhắm vào nơi mà họ cho là đang chứa 20-30 binh sĩ của Hamas, trong đó một số kẻ đã tham gia vào cuộc tấn công dữ dội vào ngày 7 tháng 10. IDF nói đây chỉ là các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường. Văn phòng truyền thông của chính quyền do Hamas điều hành gọi đây là vụ thảm sát của Israel. Cập nhật các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Gaza. Mới đây, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed El Ansari cho biết Hamas vẫn đang xem xét đề xuất ngừng bắn mới nhất và chưa có phản hồi. Trong khi đó, thì các nhà hòa giải Qatar, Ai Cập và Mỹ tiếp tục tập trung thúc đẩy các bên nhanh chóng đạt thỏa thuận. Trước đó, hai nguồn tin an ninh của Ai Cập tiết lộ các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas về cuộc chiến Gaza vẫn tiếp tục, nhưng không có tiến triển đột phá. Vòng hòa đàm mới bắt đầu vào ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 6, khi giám đốc của CIA William Burns gặp các quan chức cấp cao của Qatar và Ai Cập tại Doha để thảo luận về đề xuất do Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra vào tuần trước. Ông Biden mô tả kế hoạch ngừng bắn mới bao gồm 3 giai đoạn này là một sáng kiến của Israel. Trong phản ứng gần nhất của Hamas đối với đề xuất của Tổng thống Mỹ, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh cho biết nhóm này vẫn giữ lập trường rằng việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Gaza và Israel rút quân phải là một phần của thỏa thuận. Kể từ lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11 năm ngoái, mọi nỗ lực nhằm dàn xếp một cuộc thỏa thuận mới giữa Israel và Hamas đều thất bại. Trong khi Hamas nhất quyết yêu cầu kết thúc xung đột vĩnh viễn, Israel lại chỉ muốn tạm dừng cuộc chiến và xem việc tiêu diệt nhóm chiến binh Palestine là một mục tiêu phải đạt được. Một thông tin liên quan, theo Reuters, Nga và Trung Quốc vừa nêu lên quan ngại về dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm ủng hộ kế hoạch ngừng bắn ở Gaza mà Tổng thống Joe Biden vạch ra. Algeria, quốc gia Ả Rập duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng ra hiệu chưa sẵn sàng ủng hộ dự thảo này. Đại diện của Mỹ đã chuyển dự thảo nghị quyết dài một trang cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bao gồm 15 thành viên vào ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 6, và một phiên bản sửa đổi vào ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 6.
Dự thảo hoan nghênh đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mô tả kế hoạch này là có thể chấp nhận được đối với Israel, kêu gọi Hamas đồng ý và thúc giục hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản nhanh chóng và vô điều kiện. Văn bản cũng đề cập đến một số chi tiết của đề xuất, bao gồm lệnh ngừng bắn đầy đủ và trọn vẹn ở dải Gaza như một phần của giai đoạn 1 và trong giai đoạn 2. Các bên sẽ đàm phán điều khoản chấm dứt vĩnh viễn hành động thù địch. Để được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết nào từ 5 thành viên thường trực, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao của Reuters, một số thành viên hội đồng đã đặt ra nghi vấn rằng liệu Israel có thực sự chấp nhận kế hoạch trên hay không và họ muốn hội đồng thực thi nghị quyết được thông qua hồi tháng 3 về việc ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, đồng thời thả con tin vô điều kiện. Nga đã yêu cầu sửa đổi dự thảo của Mỹ, trong đó bao gồm việc kêu gọi cả Hamas và Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn và yêu cầu tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn. Moscow cũng nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn ở giai đoạn 1 vẫn sẽ được duy trì miễn là các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục ở giai đoạn 2. Trong nhiều tháng qua, các nhà hòa giải ở Mỹ, Ai Cập và Qatar đã cố gắng làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn ở Gaza, song chưa đạt được hiệu quả. Liên quan đến căng thẳng trên Biển Đông, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines vào ngày hôm nay, ngày 7 tháng 6, cáo buộc các đồng nghiệp của phía Trung Quốc đã ngăn cản nỗ lực sơ tán y tế của một binh sĩ bị bệnh khỏi tàu chiến BRP Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây, thông tin được Reuters đăng tải. Sự cố được báo cáo vào tháng trước. Người phát ngôn cảnh sát biển Philippines Jay Tariala cho biết tàu Trung Quốc đã hành động nguy hiểm, cố tình đâm vào tàu hải quân đang chở binh sĩ bị bệnh, mặc dù họ đã thông báo hoạt động này mang tính chất y tế. Trong tuyên bố, ông Tariala nói, hành vi vô nhân đạo của cảnh sát biển Trung Quốc lẽ ra không nên xuất hiện. Ở diễn biến liên quan, tư lệnh quân đội Philippines Romeo Brasner cũng xác nhận nỗ lực đầu tiên để đưa bệnh binh về tỉnh Palawan phía tây đất nước đã thất bại do bị hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn. Ông Brasner cho biết thêm, hoạt động này được nối lại vào ngày hôm sau, với sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và người lính bị bệnh đã được sơ tán thành công. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Theo Reuters, quân đội Philippines đã neo đậu tàu Sierra Madre ở Bãi Cỏ Mây từ năm 1999, biến nó thành tiền đồn để duy trì sự hiện diện và khẳng định chủ quyền đối với khu vực này. Trên tàu có đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú và phải phụ thuộc vào nguồn tiếp tế từ đất liền. Gần đây, lực lượng Philippines và Trung Quốc liên tục xảy ra đụng độ ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Manila thường xuyên cáo buộc Trung Quốc ngăn cản các nhiệm vụ tiếp tế, thậm chí phun vòi rồng vào các tàu Philippines. Ở Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Joe Biden đã đề cập đến phiên tòa xét xử con trai của ông là Hunter Biden, bên cạnh bản án trọng tội của ông Donald Trump và cuộc chiến ở Gaza. Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận kết quả xét xử con trai mình với cáo buộc về tội sử dụng súng trái phép vào hồi tháng 10 năm 2018 hay không, ông Biden nói, có. Theo The New York Times, Tổng thống Biden vào ngày 6 tháng 6 cho biết ông sẽ không ân xá cho Hunter Biden nếu con trai bị kết án trong phiên tòa xét xử tội dùng súng. Đây là một bình luận hiếm hoi của ông Biden về những rắc rối pháp lý mà con trai ông phải đối mặt. Bên cạnh đó, cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ bảo vệ các chính sách hạn chế người tị nạn qua biên giới của mình, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của ông với đề xuất ngừng bắn cho cuộc chiến ở Gaza. Khi chủ đề chuyển sang cựu Tổng thống Donald Trump và bản án hình sự gần đây của ông ấy, ông Biden nói rằng đối thủ của ông cần ngừng phá hoại chế độ pháp quyền. Ngoài ra, ông Biden cũng được hỏi về cách thức trong việc quản lý các xung đột đang chi phối chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của ông. Một số tin tức đáng quan tâm về an ninh trật tự xã hội, môi trường và văn hóa. Thưa quý vị, nữ thị trưởng của một thị trấn ở miền Tây Mexico đã bị phục kích và sát hại bởi những kẻ có vũ trang sau khi bà Claudia Sheinbaum giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đất nước. Bà Yolanda Sanchez, thị trưởng Cotija thuộc bang Michoacán, từ năm 2021 đã bị bắn 19 phát đạn tại trung tâm thị trấn vào ngày thứ Hai, ngày 3 tháng 6. Theo thông báo cập nhật từ Tổng trưởng Lý bang Michoacán Adrian Lopez Solis, nữ thị trưởng và vệ sĩ, người cũng bị trúng đạn, đã qua đời vì vết thương quá nặng tại bệnh viện sau đó trong ngày. Cuộc điều tra làm rõ sự việc đang được tiến hành. Ông Solis nói, đã có một loạt các mối đe dọa đối với quan chức thị trấn. Các băng đảng tội phạm đã yêu cầu thị trưởng ngăn cản quân đội và lực lượng vệ binh quốc gia thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong khu vực. Tổng trưởng Lý bang cho biết thêm, thị trường không thể nào đáp ứng những đòi hỏi như vậy và tình hình tại Cotija đang phức tạp do các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các băng đảng tội phạm xung quanh thị trấn. Nữ thị trưởng Sanchez từng bị nhóm tội phạm Jalisco New Generation Cartel, CJNG,
bắt cóc vào năm 2023 khi bà đến thăm bang lân cận Jalisco. Cuộc tổng tuyển cử vừa qua tại Mexico đã trở thành kỳ bầu cử đẫm máu nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Mỹ này, với 39 ứng cử viên bị ám sát trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc vào Chủ nhật tuần trước. Thưa quý vị, tối ngày thứ Năm, ngày 6 tháng 6 theo giờ địa phương, tượng Chúa Kitô Cứu Thế mang tính biểu tượng của thành phố Rio de Janeiro của nước Brazil đã được khoác lên một diện mạo mới đầy sống động với những thông điệp nâng cao nhận thức về môi trường nhân tuần lễ môi trường thế giới. Trích từ thông điệp Laudato Si của Giáo hoàng Francisco từ năm 2015, một bức thư gửi đến toàn dân trên hành tinh kêu gọi chú trọng đến việc bảo vệ trái đất, cụm từ tiếng Bồ Đào Nha đã được chiếu lên tượng Chúa Kitô Cứu Thế, đề cao sự đoàn kết mới mang tính toàn cầu vì môi trường. Sự kiện này là một phần trong chuỗi hoạt động do Đền Thánh Chúa Cứu Thế tổ chức nhằm kỷ niệm tuần lễ môi trường thế giới. Trở lại châu Âu, lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã phát hiện và giải cứu gần 520 người di cư ngoài khơi quần đảo Canary của nước này chỉ trong vòng một đêm. Thông tin được đăng tải trên Reuters. Nhóm người nêu trên đến từ Bắc Phi trên 5 chiếc thuyền gỗ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã đưa họ tới các đảo Tenerife, El Hierro và Gran Canaria tại cảng Ajunejun của đảo Gran Canaria. Khoảng 160 người, trong đó có 8 phụ nữ và 2 trẻ 1 và 10 tuổi đã tiếp nhận sự chăm sóc y tế từ Hội Chữ Thập Đỏ. Nằm cách bờ biển Maroc khoảng 60 km, quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong những năm gần đây đã trở thành điểm đến chính của những người di cư, chủ yếu đến từ châu Phi, trong chuyến hành trình vượt biển tìm kiếm cuộc sống tốt hơn ở châu Âu. Theo dữ liệu của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, tính đến ngày 31 tháng 5, số người di cư bất hợp pháp đến nước này bằng đường biển đã tăng 259,6% so với cùng kỳ một năm trước, từ 4.760 lên gần 17.120 người. Nhóm nhân quyền Walking Borders báo cáo hơn 6.600 người đã thiệt mạng khi cố gắng vượt biển tới Tây Ban Nha vào năm ngoái. Theo dữ liệu vừa được Bộ Y tế Nhật Bản công bố, tỷ lệ sinh của nước này đã giảm xuống mức thấp mới trong vòng năm thứ 8 liên tiếp vào năm 2023. Một quan chức chính phủ mô tả tình hình này là nghiêm trọng và kêu gọi các nhà chức trách làm mọi thứ có thể để khắc phục. Dữ liệu đã hiện rõ các vấn đề lâu dài của Nhật Bản, đó là dân số đang già hóa và thu hẹp nhanh chóng. Điều này có ý nghĩa nghiêm trọng đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia của đất nước. Theo thống kê mới nhất, tỷ lệ sinh của Nhật Bản, số trẻ sơ sinh trung bình mà một người phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong đời đứng ở mức 1,2 vào năm ngoái. Bộ Y tế cho biết có 727.277 trẻ được sinh ra ở Nhật Bản vào năm 2023. Con số này đã giảm 5,6% so với năm trước đó, mức thấp nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu tổng hợp số liệu thống kê vào năm 1899. Dữ liệu cũng cho thấy số lượng các cuộc hôn nhân đã giảm 6% xuống còn 474.717 vào năm ngoái. Các nhà chức trách cho rằng đây là lý do chính khiến cho tỷ lệ sinh giảm. Trong một xã hội khá truyền thống như Nhật Bản, việc sinh ngoài giá thú rất hiếm khi xảy ra do mọi người đánh giá cao các giá trị gia đình. Tránh văn phòng nội các của Nhật Bản, ông Yoshimasa Hayashi nói với các phóng viên rằng đó là một tình huống nguy cấp. Ông nói khoảng thời gian 6 năm tới cho đến những năm 2030 sẽ là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể đảo ngược xu hướng này. Ông Hayashi lưu ý, sự bất ổn về kinh tế, khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và việc nuôi dạy con cái, cũng như các yếu tố phức tạp khác là những lý do chính khiến cho người trẻ gặp khó khăn trong việc quyết định kết hôn hoặc nuôi con. Dữ liệu được công bố khi Quốc hội Nhật Bản phê duyệt việc sửa đổi luật nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính cho cha mẹ đang có con cái hoặc những người đang chờ có em bé. Chính phủ đã dành 5,3 nghìn tỷ yên trong ngân sách năm 2024 cho việc này và dự kiến sẽ chi 3,6 nghìn tỷ yên tiền thuế hàng năm trong vòng 3 năm tới. Các chuyên gia nói rằng các biện pháp này chủ yếu dành cho các cặp vợ chồng có kế hoạch sinh hoặc đã có con và không giải quyết được việc lượng người trẻ tuổi không muốn kết hôn ngày càng tăng. Takahide Kiyuchi, một nhà kinh tế điều hành tại Viện Nghiên cứu Nomura cho biết các biện pháp này sẽ không giải quyết được vấn đề. Trong báo cáo phân tích, ông Kiyuchi nói các biện pháp kinh tế đơn giản như tăng trợ cấp sẽ không giải quyết được vấn đề nghiêm trọng về việc giảm sinh. Ông khẳng định thêm rằng Nhật Bản cũng cần thay đổi tư duy bảo thủ về vai trò của đàn ông và phụ nữ tại nhà và nơi làm việc. Dân số Nhật Bản vào khoảng hơn 125 triệu người được dự đoán sẽ giảm xuống 30%, chỉ còn 87 triệu người vào năm 2070 và trong số 10 người sẽ có 4 người từ 65 tuổi trở lên. Mới đây thì tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic thông báo ca phẫu thuật đầu gối phải của anh đã diễn ra suôn sẻ và tay vợt người Serbia hy vọng sẽ trở lại sân đấu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên khả năng anh tham dự Wimbledon và Olympic vẫn còn ngỏ.
Djokovic làm phẫu thuật vào ngày thứ Tư, ngày 5 tháng 6, chỉ 2 ngày sau chấn thương ở Roland Garros khiến anh phải rời giải. Quá trình phục hồi của anh dự kiến mất ít nhất 3 tuần. Vì vậy, việc tay vợt 7 lần vô địch Wimbledon tham gia giải Grand Slam lần thứ 3 trong năm khởi tranh vào ngày 1 tháng 7 là điều gần như không thể. Trong khi đó, Olympic, giải đấu anh chưa từng đạt được danh hiệu cao nhất sẽ bắt đầu vào cuối tháng 7. Djokovic nhiều lần mô tả Thế vận hội Paris năm 2024 là một trong những mục tiêu hàng đầu của anh trong năm nay. Trong một bài đăng trên Instagram, tay vợt số 1 thế giới chia sẻ: "Tôi đã phải đưa ra một số quyết định khó khăn sau khi bị rách sụn trên đầu gối trong trận đấu cuối cùng của mình. Tôi vẫn đang xử lý một thứ. Tôi vô cùng biết ơn đội ngũ bác sĩ đã luôn bên cạnh tôi, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của người hâm mộ dành cho tôi. Tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể. Tình yêu của tôi dành cho môn thể thao này rất mãnh liệt và mong muốn được thi đấu ở cấp độ cao nhất là động lực giúp cho tôi liên tiếp tục cố gắng." Djokovic gặp chấn thương trong trận thắng trước tay vợt xếp hạng 27 người Argentina Francisco Cerundolo ở vòng 4 Roland Garros 2024. Tay vợt 37 tuổi đã quyết định rút lui khỏi giải đấu sau đó, chấm dứt hành trình giành danh hiệu Grand Slam lần thứ 25, kéo dài kỷ lục của mình. Điều này cũng khiến cho Djokovic đánh mất ngôi số 1 thế giới vào tay của Jannik Sinner khi bảng xếp hạng được cập nhật vào ngày thứ 2 tuần sau. Anh bị trừ 1.600 điểm, còn 8.360 điểm, kém Sinner gần 1.000 điểm. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin An ninh Trật tự Thế giới 24 giờ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.